Thì những chỗ bán là những chậu như thế này anh gia, nó trong nguyên cái lô này thì hầu như nó ra nụ, đang ra nụ hết rồi. Anh chị về, anh chị có thể là để nguyên vậy thôi, anh chị bỏ thêm phân tan chậm trùng quế vào xung quanh đây nè, hoặc là một số phân tan chậm khác thì anh chị treo lên, anh chị trồng ha anh chị. Thì anh chị cứ để nắng vừa vừa thôi, đừng có nắng quá anh chị, ăn sợ nó cháy lá dòng này nè. Nắng vừa vừa, nhưng mà có nắng thì càng có nắng buổi sáng á, thì hoa rất là thơm. Một số chậu thì nó không có nụ nhưng mà nó cũng bằng tuổi luôn anh chị. Anh về anh chị là kích hoa bằng 6-30-30, nó sẽ ra hoa anh chị. Anh chị nào muốn yêu cầu nụ dài, nụ ngắn, hay là chưa có nụ, hay là chuẩn bị ra hoa đều được hết. Một số anh chị ở các tỉnh thành xa thì em nghĩ là mua một số chậu chuẩn bị ra hoa thôi anh chị, về anh chị kích, hoặc là nụ ngắn thôi anh chị. Nhất là mấy cái tỉnh ở ngoài Bắc á, thì giống như cái chậu này đi, nó dài quá, cái ngồng nó vòi vũ nữ thì nó lại mỏng manh nữa, sợ nó gãy uổng lắm anh chị. Cái này là mặt hoa, là mặt hoa đúng như hình ảnh mà em quay cho anh chị, màu này rất là thơm anh chị. Đó, một số chậu bán đây, cây này nó nhỏ nhưng mà nó rất là xuyên hoa. Vòng rập cây vũ nữ này á, thì nó ra hoa quanh năm và dễ chăm sóc và dễ dễ ra hoa anh chị, quanh năm qua mùa nào nó cũng cho hoa hết. Chỉ cần anh chị là chăm sóc là đủ nước và lâu lâu cho nó ăn phân bón thôi là nó sẽ cho hoa rất là đẹp. Và đặc biệt cái mùi rất nó, cái mùi hương anh chị, nó rất là thơm anh chị. Đó là những ưu điểm của dòng này: dễ chăm sóc, hoa thơm, và những giống như cái mặt hoa giống như những cô gái anh chị đang mặc đầm bay bay, khi mà gió tới thoảng thoảng đưa đưa nè thì nó sẽ mùi hương của nó sẽ tỏ ra chỗ mà anh chị uống cà phê hay uống trà, hoặc là tập thể dục buổi sáng á, thì rất là thơm. Và cái thứ hai nữa là những giống như những cô gái mặc mặc đầm á, đang nhảy múa trong gió đây anh chị. Anh chị nhìn kỹ mặt hoa là giống những cô gái này, cái váy ở đây, cái mặt của hoa, và này những cái cánh trông nhìn rất là xinh ha anh chị. Với thứ ba nữa đó là dòng này dễ chăm sóc. Anh chị hầu như là mới chơi lan, anh chị cũng có thể chơi được chồng này, chỉ cần tưới nước, lâu lâu bỏ phân trùng quế hoặc là phân tan chậm xung quanh thôi là phát triển khỏe luôn anh chị. Thứ ba, thứ tư nữa nó phù hợp với mọi vùng miền, và thứ năm nữa là nó ít sâu bệnh, dễ dàng chăm sóc. Và giá bán ở trên màn hình là chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị, và em sẽ giao từ 2 chậu trở lên thì em sẽ giao. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hy vọng anh chị sẽ ủng hộ em trong video lần này. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau ạ.